nhìn từ mọi góc độ. Dưới đây là toàn bộ bí kíp mình làm hàng ngày, hàng tuần để duy trì bộ tóc khỏe mạnh vừa dài vừa dày. Cho bạn nào chưa biết mình thì đây là tóc mình, độ dài như thế này và nó luôn khỏe mạnh, bóng mượt. Trong video này thì nhìn hơi bếp một tí ha, vì hôm qua đi mưa về, mình đợi tới hôm nay để quay clip và share tips cho mọi người kịp đón Tết. Tóc mình không phải lúc nào cũng đẹp như thế này, mình đã trải qua một khoảng thời gian trầm cảm tư tưởng vì tóc bị hư tổn và rụng rất nhiều sau một thời gian nhuộm tóc đổi màu vô tội vạ và không biết cách chăm sóc tóc nhuộm khiến da đầu bị tổn thương. Mình sẽ chia sẻ hết tất cả các tips mình dùng, no gatekeeping nha. Các bước làm và các sản phẩm đều rẻ tiền hoặc dễ dàng mua được, hoặc thậm chí mình tin là nhiều thứ bạn đã có sẵn ở nhà rồi. Tham khảo để đón Tết xinh đẹp, nâng tầm nhan sắc chỉ trong 6 ngày. Áp dụng từ giờ để không còn tóc rối, rụng, dễ gãy và hư tổn nha. Thời điểm lên đại học mình cũng từng thích nhuộm tóc lên màu này nọ kia lắm. Trước còn ở với mẹ thì mẹ cấm cắt tỉa nhuộm làm bất kỳ thứ gì lên đầu. Ở với mẹ là khi tóc dài quá lưng mà mẹ chỉ có lấy kéo cắt, nhiều khi còn là kéo cùn cắt phăng mái tóc của mình đi, hoặc là mẹ tự cắt mái cho mình. Ngày trước thì thấy sao mẹ kỳ quá, cái gì cũng cấm. Thời đại nào rồi mà chỉ dùng nước ấm với quả bồ kết. Lớn rồi mới thấy những điều mẹ dạy là đúng. Sao nhiều khi chúng ta phải đi hết vòng trái đất mới vỡ lẽ ra có những thứ ở gần chúng mình là tốt nhất cho sức khỏe và bản thân của chúng mình nhỉ? Hôm nay là ngày gội đầu, thường một tuần mình gội đầu từ 2 đến 3 lần. Mùa hè cảm giác tóc bết nhanh hơn thì mình gội nhiều hơn. Mà gội đầu rồi đi gặp người khác thực sự là đỉnh cao của sự tôn trọng nha mọi người. Đặc biệt là khi các bạn đi hẹn hò ấy, người kia họ chưa chắc đã hiểu được thời gian công sức đổ vào cái sự xinh đẹp này đâu ha. Nhưng mình công nhận một điều đó là có một mái tóc dài, óng ả, mềm mượt, sạch gầu, da đầu mát mẻ là 90% đã khiến chúng ta tự tin và trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi nha. Ngày hôm nay sẽ là ngày tổng gội đầu, nghĩa là chọn gói từ A đến Z. Không phải lần gội nào mình cũng làm đầy đủ các bước này, nên tùy vào các bạn nha. Thường thì mình chỉ làm kiểu này một lần một tuần thôi vì nó tốn khá là nhiều thời gian. Trước khi gội đầu mình thường massage đầu trước cái đã. Mình dùng tay cũng được mà mình cũng thích dùng cái lược trải qua trải lại một chút cho đầu nó nóng nóng lên. Trong lúc làm thì mình có thể ngồi xem phim được luôn nè. Sau đó là dùng lược nệm khí trải tóc một tí cho nó đỡ bị rối. Lát gội thì cũng ít bị rụng hơn. Trước giờ mình cũng không để ý nhiều cho tới khi có vấn đề nảy sinh với đầu mình. Mình không bao giờ trải đầu luôn. Vậy nên mình nghĩ phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Các bạn cứ thực hiện những công đoạn đơn giản này hàng ngày thì có thể tạo ra những habit tốt cho tóc và tránh những chuyện như tóc bị gãy rụng quá nhiều, bị hói ở chỗ nọ chỗ kia. Đợt rụng tóc nhiều quá mình thấy rõ rãnh đầu của mình khi chụp ảnh từ trên xuống luôn. Sau mình chạy đủ mọi nơi đôn đáo để tìm đủ mọi thứ thuốc, nào là thuốc uống, dầu bôi như dầu dừa, dầu rosemary hay là thuốc trị tóc để bôi. Tất cả những thứ này đều rất là mạnh. Dùng nhiều khi ban đầu còn dụng nhiều hơn, chưa kể giá thành của nó cũng không hề rẻ. Bước chải đầu thì ta chải nhẹ nhàng thôi nha. Nếu bạn nào mới tỉnh dậy hay lúc sấy tóc xong mà có nhiều cụm rối vào nhau thì đừng dùng lược mà hãy dùng ngón tay đan vào tóc rồi lựa lựa nó ra, sau đó mới dùng cái lược chải từ trên xuống dưới. Thường thì mình sẽ ủ dầu, ủ oi tầm 30 phút đến 1 tiếng bằng cái dầu này cơ mà mình vừa mới dùng hết chưa kịp mua lại vì nó ở bên Nhật. Mà mình cũng không muốn take risk dùng các loại khác nên là mình sẽ để link phía dưới nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm. Trên mạng thì mình thấy có vô số các loại dầu ủ tóc nên mọi người cũng có thể lên trên mạng sở thêm nha. Bước tiếp theo là ủ tóc. Sử dụng ủ tóc thì một tuần mình chỉ làm một lần thôi. Nếu không ủ tóc trước thì mình sẽ làm ướt tóc qua một xíu và cho dầu xả lên để lát gội ít bị gãy rụng hơn. Cách đây một năm mình còn không bao giờ dùng dầu xả luôn. Cái này mình dùng được một thời gian rồi thấy khá là ok. Kem ủ tóc Nhật hãng này đây, mình sẽ link ở phía dưới. Các mỹ phẩm, sản phẩm mình dùng phần lớn là hàng Nhật, vì trước sống ở Nhật mình sử dụng quen rồi. Mỗi năm mình sẽ đi du lịch Nhật một lần và mình sẽ gom đủ tất cả những cái đồ skin care và hair care để mình có thể sử dụng lúc ở bên Úc này. Đây là cách mình giữ giá ở mức tối thiểu mà kết quả đem lại là tối đa như các bạn thấy đây nha. Các video tiếp theo mình sẽ chia sẻ về da và dáng. Mình ưu tiên chỉ sử dụng các sản phẩm ở mức tối thiểu minimum, chứ không chạy theo trend hay là skincare phải có 9, 10, 20 bước. Con trai hay con gái mình nghĩ đều có thể áp dụng được, vì ai cũng nên gọn gàng sạch sẽ. Mọi người sẽ trở nên xinh đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống ha. Ủ tóc thì mình sẽ làm ướt tóc một xíu xíu, rồi bôi một lượng nhỏ vào phần giữa và phần đuôi tóc như thế này.
Sau đó là mình sẽ búi lên chờ khoảng tầm 15 đến 20 phút. Mình nghĩ không nhất thiết phải ủ lâu làm gì đâu. Trong lúc đó thì mình có thể đi vệ sinh răng miệng và tẩy da chết. Mình có công thức làm tẩy da chết không đồng tại nhà luôn nha. Mình sẽ chia sẻ trong các video sau. Mình theo chủ nghĩa minimalism nên tất cả các sản phẩm hóa chất mình đều giữ ở mức minimum. Bạn nào mà theo dõi và làm theo thì túi tiền của bạn sẽ biết ơn bạn nhiều đó nha. Giờ thì mình đi gội đầu. Mình luôn dùng nước ấm. Mình không tắm lạnh được, nhưng khi gội đầu các bạn cũng không nên dùng nước quá nóng, chỉ ấm ấm thôi. Đầu tiên là mình gội sạch cái ủ tóc vừa nãy đã. Vì chất này nếu không gội sạch sau nó sẽ dính dính bết bết lắm. Và đồng thời mình sẽ massage lại da đầu một lần nữa để tóc thực sự ướt 100%. Sau gội nó sẽ sạch hơn. Các bạn đừng cho dầu gội vào gội ngay lập tức khi nó chưa ướt hoàn toàn, kiểu nước mới chảy qua trên lớp phía trên chứ chưa đi sâu vào da đầu ấy. Với các bạn tóc ngắn chắc sẽ không cần tip này, nhưng bạn nào tóc dài mình khuyên nên cúi đầu xuống và gội như thế này. Nếu các bạn đứng thẳng như bình thường thì nên chia tóc ra làm 2 đến 3 lớp trên lớp trên và lớp dưới. Gội như vậy thì dầu mới đi hết vào trong da đầu được. Mình luôn gội đầu 2 lần. Các bạn đừng đổ dầu thẳng lên đầu nha, hãy xoa xoa, dùng dụng cụ tạo bọt rồi mới massage nhẹ nhàng lên đầu. Mình thích dùng cái gội đầu này lắm vì nó đi trên da thấy rất là ok luôn. Bạn nào mà có móng tay dài, hãy cố kiềm chế đừng gãi mạnh. Mấy lần mình đi gội đầu ở Việt Nam thì các chị gái kiểu càng gãi mạnh thì càng sạch, các chị thấy là như vậy. Nhưng mà với mình thì cảm giác như đầu nó chảy máu vậy. Bạn hình dung da đầu cũng như là một loại da ha. Mình đâu có cào cấu trên các vùng da khác đâu, nên hãy áp dụng tương tự với da đầu, hãy massage nhẹ nhàng thôi. Dầu đầu thì quan trọng là phải tìm được loại hợp với da đầu của bạn. Và nếu bạn có vấn đề gì như là tóc dễ gãy rụng, tổn thương, đầu nhiều gờ v.v. thì nên tìm loại trị được những yếu tố này. Mình dùng dầu đầu này của hãng Nhật. Mình có nhiều loại dầu đội khác nhau. Mỗi đợt mình dùng loại thay phiên nhau ấy, giá cũng không hề đắt. Mình chỉ xoa dầu vào da đầu và phần tóc giữa chứ không cho vào phần đuôi tóc. Bạn phải xả sạch dầu gội đầu nha. Một tháng thì mình có dùng clarifying shampoo, kiểu như là dầu gội làm sạch sâu. Vì lâu ngày ra đường sẽ có các lớp tích tụ này nó dày lên, khiến cho tóc bị xỉn màu hoặc là nhờn dít, hoặc là nằm xẹp trên da đầu mà mình không thấy được. Cái này thì không dùng hàng ngày, một tháng mình dùng 1 đến 2 lần là ok. Nếu ngày nào mình không dùng hair mask thì mình sẽ dùng xả trước và sau khi gội. Cách để mà dầu xả thấm vào tóc và thực sự phát huy tác dụng thì mình thường ép hết nước ra trước và sẽ xoắn nó vào như thế này. Các bạn thử làm xem nó có ok hơn khi chỉ bôi xả loáng thoáng qua ở phía trên nha. Xong hết các công đoạn này thì mình sẽ nhẹ nhàng vắt chỗ nước thừa trên tóc. Vắt càng khô càng tốt nhưng đừng làm mạnh quá. Mình sẽ dùng khăn tắm thấm thấm và xoa xoa nhẹ trên da đầu. Lúc tóc ướt là lúc tóc yếu và dễ tổn thương nhất. Vậy nên các bạn đừng hoạt động nó quá mạnh mà thấm nhẹ nhàng thôi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái khăn ủ tóc này, mình cũng không rõ là tên chính xác nó là như thế nào. Mình sẽ quấn lên như thế này. Vì thường sau khi tắm xong mình sẽ có vài bước làm đầy da người và da mặt trước khi tiến tới sấy khô tóc. Cho nên là mình sẽ dùng cái khăn ủ tóc này quấn vào để nó sẽ làm khô tóc thêm. Các bạn phải sấy tóc thật khô và sau đó hãy đi ngủ, bởi vì khi mà các bạn làm như vậy á thì tóc sẽ rụng rất là nhiều luôn. Khi ra hàng ở Việt Nam không biết mọi người như thế nào chứ họ toàn kiểu chải tóc lúc còn ướt, xong vừa sấy vừa chải tiếp. Mình thấy làm như thế tóc rụng rất là nhiều. Trước khi sấy, nếu nhà bạn có xịt chống nóng để bảo vệ tóc thì bạn có thể sử dụng ở bước này nha. Mình có vài loại xịt chống nóng bảo vệ tóc. Mình sẽ dùng trước lúc sấy tóc hoặc là khi mình uốn tóc bằng máy ép nóng. Mình sẽ bắt đầu sấy tóc bằng mức nóng ở mức medium, sau đó chuyển sang chế độ lạnh. Cúi đầu sấy như tóc như thế này và sau đó hất lên. Mình thấy làm như vậy vì mình muốn tóc sấy nhanh hơn, khô nhanh hơn, đặc biệt là tóc mình dài sấy rất là vất vả, rất là mất thời gian. Nếu bạn không muốn có tóc con lởm chởm thì bạn có thể sấy lạnh ngay từ đầu. Mình thấy là nó giúp giảm cái độ frizzy khá là nhiều. Sau khi tóc gần khô thì mình dùng serum mọc tóc. Mình dùng từ hồi còn bị rụng tóc tới bây giờ nhưng mà nó vẫn chưa hết, nên thành ra nó thành thói quen rồi thì mình dùng thôi. Còn nếu bạn không có thì có thể bỏ qua bước này nha. Sau đó mình sẽ massage một chút trên da đầu rồi sấy khô toàn bộ tóc từ gốc tới ngọn. Các bạn đừng quên nha, ngọn tóc là phải sấy thật khô nha. Giờ thì dùng lược nệm khí chải đầu. Mình sẽ bắt đầu chải từ ngọn rồi đi dần dần lên tới gốc để tóc bớt bị rụng hơn. Mình có thói quen chải tóc từ trên xuống dưới, trái qua phải và ngược lại một bên khoảng tầm 10 lần. Sau đó mình sẽ dùng lực kinh tuyến chải qua chải lại một lần nữa. Và bạn thấy đây, dù tóc mình có thích tạo kiểu dùng sản phẩm này nọ kia, nó có gãy rụng như thế nào thì tóc con mình vẫn mọc lên như nấm luôn.
Còn lại thì tối nào trước khi ngủ mình cũng sẽ massage da đầu bằng cái lược này, giúp ích cho mình rất nhiều luôn, nó giúp tóc con mình mọc mơn mởn luôn. Vậy là tóc có lỡ bị gãy rụng ra sao thì mình cũng không lo. Tối đi ngủ vì là tóc dài nên mình có nhiều cách làm để, một là để nó thẳng tự nhiên này, hoặc là bẹn tóc đơn giản. Quan trọng là phải thả lỏng các bước bẹn để không căng da đầu, không thì sáng hôm sau dậy là bạn sẽ bị đau đầu nha. Hoặc không thì mình sẽ dùng cái mũ trùm đầu khi đi ngủ này. Mình sử dụng là mũ trùm đầu lụa. Tất cả các sản phẩm chăn ga gối nệm mình dùng đều là cover lụa để giảm thiểu tối đa bụi bẩn cho cả tóc và da mặt. Comment nếu bạn thử và thấy tips nào áp dụng tốt cho bạn. Chúc mọi người có một mái tóc chắc khỏe và như ý. Hãy theo dõi để xem tiếp các video mình sẽ làm về chăm sóc da mặt, da tay và dáng toàn thân nha.